Trong 1 phút 30 giây, một người có nhiệm vụ cầm, nắm và cảm nhận, diễn tả bằng lời nói để người đồng đội đoán và gọi tên chính xác món đồ chứa trong hộp kính. Người diễn tả không được nhắc đến từ hoặc cụm từ có trong tên gọi của đồ vật. Mỗi đồ vật hợp lệ, cặp chơi được cộng thêm 10 điểm. Sai bị trừ đi 10 điểm. Cặp chơi được quyền bỏ qua đối với đồ vật chưa đoán được. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Bí ẩn song sinh cùng nghệ sĩ khách mời Don Nguyễn. Chờ đón xem đội nào sẽ xuất sắc hơn. Don, hết nhạc Don. Đó nè, yeah, thật là nghệ sĩ có khác. Cảm thụ âm nhạc xuất sắc luôn á. Yeah. Nhạc hết 80 năm rồi. Hết 80 năm rồi. Vẫn không nhảy. Hy vọng là với tinh thần này của anh Don sẽ truyền lại cho đội khách mời để đương đầu với đội chủ nhà. Tiên chủ hậu khách, đội chủ nhà sẽ thi trước. Đó chính là hai bạn Tuấn và Vũ. Anh có được hỗ trợ không? Anh được quyền tặng quà. Tặng quà? Yeah. Anh sẽ tặng cho mỗi đội 20 điểm. Quá dữ, rất hào phóng. Cảm ơn anh Nguyễn. Rồi, bây giờ xin mời đội chủ nhà vào vị trí. Chuẩn bị sẵn sàng nha, cố gắng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Thấy rồi đó. Trái màu vàng. Cái trái màu gì? Chuối. Màu vàng. Không phải, không nhiều, phải. Nhiều trái trong một chùm á. Màu đen. Hột màu đen hả? Không, ở ngoài màu đen. Rồi. Ngoài màu đen nho. Nho, rồi, rồi. Yeah, hay quá. Tiếp. Tiếp nào. Trái con thỏ thích ăn á. Cà rốt. Đúng rồi. Hay quá. Ráng lên. Còn 50 giây nữa. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì á? Tăng. Anh đâu có biết. Em tải đi. Cái đó cái anh cũng không biết luôn. Cố lên. Ờ. À. Con gì ở dưới nước á? Thả rồi. Dưới nước. Con gì? Con vật hả? Con gì dưới nước? Nhiều lắm em ơi. Ờ. Cá. Không phải đâu. Không phải cá đâu. Dưới nước đúng không? Con gì? Đặc điểm của con đó, đặc điểm con đó. Rồi. Ờ. Cái gì đánh á? Đánh màu xanh lá. Cái gì người ta để đánh á? Vật tennis. Không. Cái để đánh. Ờ. Bóng tennis. Rồi. Chính xác. Ờ. Tiếp luôn. Cái gì vậy? Tự. Cái gì vậy? 3 giây. À, 2 rồi. Giây. 1 đó, giây. Cũng dưới đó. Hết giờ. Yeah. Chúc mừng các bạn. Như vậy là Ngọc Tuấn và Ngọc Vũ đã hoàn thành được phần thi của mình sau 90 giây. Và các bạn đã đưa ra được 3 đáp án. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem tích hợp lệ nhé. May mắn là nhờ sự giúp sức rất là nhiệt tình của Don Nguyễn, các bạn đã đoán được đúng là chùm nho. Tiếp theo, con gì nó ăn? Con thỏ. Ờ, đúng thỏ rồi, đang. Con thỏ. Quá dễ, củ cà rốt. Hợp lệ. Cái gì mà người ta dùng vợt đánh. Anh Don đúng, anh cũng tả quá vừa tả luôn. À, quả bóng tennis, chính xác luôn. Như vậy là sau khi kết thúc 90 giây, các bạn có được 3 đáp án đúng, được cộng thêm 30 điểm cùng với 20 điểm tặng là 50 điểm. Chúc mừng Ngọc Tuấn và Ngọc Vũ. À, cảm xúc như thế nào khi mà hai anh em song sinh mình đã có được 30 điểm sau phần kết hợp này ạ? Dạ, cũng hơi khó nhưng mà em cũng đoán được 3 cái. Tụi em ở nhà có hay chơi trò này không? Dạ không, chưa bao giờ. Sao chưa chơi? Bao giờ luôn hả? Chơi kiểu gì? Để hiểu ý với nhau mà. Nhưng mà thí dụ trong cuộc sống hàng ngày đi, gặp ba mẹ lỡ có muốn giấu giếm chuyện gì á, cái hai anh em đá nhau nhầm. Rồi có hiểu ý nhau không? Hiểu ý nhau không? Có hiểu không? Dạ không, dạ không, dạ không. Không hiểu. Nói luôn. Khai ra luôn. Thí dụ không hiểu trong trường hợp nào. Có một lần là em đi chơi mà chưa xin phép mẹ mà trốn đi. Quên nói với lại nó là trốn đi chơi nhưng mà nó ở nhà thì nó là nói với mẹ. Hay quá ha. Trò này vui quá. Hai em thân thiết với nhau. Anh giấu em chưa không biết gì hết, khai hết trơn luôn. Khai hết trơn luôn. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có thêm nhiều sự ăn ý hơn nữa sau khi kết thúc trò chơi này nhé. Và bây giờ xin mời đội khách mời vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Tả nè, coi nó là gì nè. Cái này là mình đánh thường, cái này là mình đánh cái gì mà trong sân á. Sân gì? Đánh tennis, trái cầu lông. Đúng rồi. Hay tiếp. Quá. Mà thường là cái này giờ để tả đi. Gì? Mình ăn chén dơ đồ là cái đồ. Cái mốt rửa chén hả? Rửa chén hả? Đúng rồi. Dính chữ chén rồi. Nữa đi em ơi. Trời ơi, dính chữ chén rồi. Đúng rồi, ở dưới đó. Cái tám chân con cua. Đúng rồi, quá em ơi, xuất sắc. Con cua xuất sắc. Cái này là mình cái người con gái mà hay đồ ở cái lược hả? Không, cái này mà cái cuốn lô hả? Đúng rồi. hay quá ta. Cái này là đánh tay lít. Không, cái trái này, cái đánh cái trái nhỏ xíu bóng bàn rồi sao
chơi khó quá à. Cái gì mà bơi dưới bơi dưới nước? Cá đúng rồi. Đi em ơi. Ừ. À, cái này là trong cái máy internet đó. Con chuột. Ừ đúng rồi. Cái này internet. Hết giờ. quá giỏi. Rất là hào hứng với phần thi đấu của đội khách mời. Mình cùng kiểm tra nha. Đầu tiên á là cái gì mà đánh thì đánh vậy nè, đánh một vợt đánh. Thì lúc đầu bạn đánh là tennis thì không phải. Món cầu lông là chính xác. Chính xác, hợp lệ nè. Tiếp theo là cái gì mà khi mà mình ăn cái chén vô cái mình rửa thì bạn ấy nói là cái mút rửa chén. Đúng rồi. Thì mình bị phạm quy chữ chén mất rồi. Uổng quá, không hợp lệ. Vậy tôi trừ 10 điểm rồi đó. 8 chân, 2 càng. Con cua, chính xác, hợp lệ luôn. Cái gì mà trên internet trời. Internet mà biết được con chuột. Internet nó bao la mông lung gì mà biết được con chuột luôn mới ghê. Cái gì phụ nữ hay dùng? Em nói là hay uống. Thì bạn ấy trả lời đây là cái cuốn lô. Hợp lệ. Chính xác, may mắn quá. Tiếp theo, cái gì dưới nước á trời? Nhà dưới nước biết luôn. Biết luôn. Trời, dưới nước quá trời. Ở biển cá mới ghê. Hay. Hay gì ta? Cái gì mà người ta đánh cái trái nhỏ á? Thì bạn ấy trả lời là bóng bàn. Nhưng mà đây là cây vợt bóng bàn. Thì đã rút lên rồi nên không hợp lệ, chưa chính xác. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 đáp án đúng và 2 đáp án sai. Cộng 50 trừ đi 20 còn 30. 30 cộng với 20 điểm tặng là 50 điểm. Chúc mừng hai anh em. Như vậy là 50 điểm rồi. Bằng nhau. Khi có kết quả bằng này, cảm xúc của mình như thế nào ạ? Cảm thấy là cuộc chiến là căng thẳng đúng không? Dạ. Cuộc chiến là vô vòng 2 là bắt đầu là chiến đấu hết sức rồi anh. Vì vậy theo bạn có nghĩ rằng là không nhất thiết phải là sinh đôi thì mới có thể hiểu ý, anh em họ thôi, xa xa thôi vẫn có thể hiểu ý nhau không? Dạ đúng rồi, không nhất thiết phải là anh em sinh đôi. Và rõ ràng các bạn thể hiện rất tốt cái sự lanh lợi của mình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Như vậy tỷ số bây giờ đang là 50-50.